tôi là Đỗ Thanh Sử ở chung cư Oriental Plaza, vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 khi mới bắt đầu có dịch COVID-19 tôi có viết bài khi chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng ngừa, mà bệnh liên quan đến hô hấp thì ta nên xông hơi nhà cửa để làm sạch không khí cũng là cách chống dịch. Tôi nghe các nhà khoa học nói là virus nằm trong các giọt bắn li ti bay trong không khí. Tôi suy nghĩ là nếu ta làm cách nào để nhà của mình có không khí sạch sẽ trong lành thì cũng hạn chế được sự hiện diện của virus nên tôi đã viết bài này. Mời các bạn nghe cho hết thời gian cách ly để không có thời gian suy nghĩ tiêu cực. Gia đình tôi là nông nghiệp truyền thống. Cha tôi là nông dân chăm chỉ. Mẹ tôi mất sớm, tôi về ở với ông bà ngoại. Ông ngoại tôi là thầy đông y nghèo nhưng được khá nhiều người trong vùng tín nhiệm. Bà ngoại tôi có thể vì ảnh hưởng của ông ngoại nên hay dùng ngôn ngữ đông y. Ví dụ tôi đau bụng bà nói tôi bị tỳ hàn, tôi bị sốt bà bảo hỏa vượng, và dù là bệnh gì thì hầu hết đều nói ông tôi mài cho ít kỳ nam chưng cho chén quế hoặc nấu nồi lá sông tuy đơn giản mà rất hiệu quả. Sau này vào đại học bạn tôi có nhiều bạn, có người là dược sĩ. Có người là bác sĩ thì được các bạn cho biết với Tây y thì công nghệ sản xuất thuốc được nhà nước kiểm soát rất nghiêm ngặt. Muốn một loại thuốc được công nhận để lưu hành phải trải qua quá trình nghiên cứu đầu tiên thử nghiệm trên chuột, sau mới thử nghiệm trên người và sử dụng thử nghiệm với nhiều nhóm người khác nhau. Thuốc Tây y phải có sự nghiên cứu lâm sàng rất bài bản. Phải có giả dược đối chiếu, qua nhiều giai đoạn thử nghiệm thành công và chỉ công nhận khi có kết quả đạt tỷ lệ chữa lành thành công thuyết phục. Nói chung cách lý luận rất là khoa học, rất là thuyết phục. Tôi suy nghĩ cách nói âm dương, hàn nhiệt, hỏa vượng theo đông y và virus, viêm nhiễm theo tây y chỉ là cách diễn đạt khác nhau nhưng thực tế chỉ là nói về một hiện tượng trong tự nhiên. Chúng ta biết là trong tự nhiên cái này khắc chế cái kia theo quy luật đấu tranh sinh tồn, cho uống kháng sinh, vật lý trị liệu theo Tây y hoặc uống kỳ nam, quế, gừng, xông hơi theo Đông y. Cũng là hai cách làm một mục đích. Giờ đây dịch bệnh tùm lum tối tăm mặt mũi, thuốc Tây y thì chưa qua nghiên cứu lâm sàng, chưa thử nghiệm trên chuột chứ nói chi là trên người, không biết đến bao giờ mới được chấp nhận và sản xuất hàng loạt. Xét về mặt lý luận thì con người cũng là một sinh vật, về mặt tiến hóa sẽ tốt trong môi trường này và xấu trong môi trường kia, đồng thời virus cũng mạnh ở đây và yếu ở đó, tự chung trước đây thì ông bà mình cũng chỉ có kỳ nam, trầm hương, quế, gừng, xả, tỏi, lá lốt, bồ bồ. Vậy thì trong lúc chưa biết thuốc Tây y chưa có loại đặc trị gì thì theo tôi cách hữu ích tạm thời trước mắt là cứ có gì xài nấy theo như ông bà xưa khi chưa có Tây y, nghĩa là sao ta không nấu lên một nồi lá sông cho hơi hương lan tỏa, bay khắp mọi nơi trong nhà, để thanh lọc không khí, chắc cũng không có hại gì và chi phí cũng không quá lớn. Mấy lời mong là để tẩy sạch không khí nhà bạn. Đề nghị bạn hãy làm bất cứ gì để không khí nhà bạn trong lành thơm tho. Có khi vì vậy mà con COVID không dám ghé qua nhà bạn. Thưa các bạn, gần đây tôi có đọc được bài viết của bạn Nguyễn Phước Ái Đỉnh. Anh Đỉnh khẳng định là gia đình anh đã hoàn toàn khỏi bệnh COVID-19 chỉ bằng phương pháp xông hơi kèm thuốc hạ sốt. Thì tôi có cảm giác có sự trùng hợp đến từng chi tiết, và phải chăng xông hơi là một trong những phương pháp điều trị COVID hữu hiệu. Nếu các bạn đang ngồi nhà cách ly một cách buồn nản sao không thử nghe anh Đỉnh nói để trải nghiệm trong video của tôi đã có trên mạng. Cảm ơn tất cả. Xin chào.